Vâng, mở đầu cuốn video chúng ta giao lưu với vườn anh Bùi Toản. Tôi giới thiệu với các bạn một cây xanh rất là đẹp. Vâng, một cây xanh bám đá. Kết hợp với những cái rễ buông bám đá và cái trụ đá để tạo nên một dáng của một cây xanh dáng trực. Nó như là nhất trụ kình thiên. Đấy, tổng thể. Vâng. Chúng ta quan sát được cái nét già của cây đấy. Như tôi vẫn dùng có cái câu hay đánh giá cây ấy là nó già đều nhé. Đấy. Đưa từ cái dăm chi này cho xuống đến gốc này đều một màu mốc trắng hết, rất tuyệt vời luôn. Đây, cái điểm cao nhất của cây này chỉ có cuống lá là xanh rồi. Và đến búp xong bắt đầu xuống dần đến gốc này, dấu ấn của thời gian, của năm tháng đã từng trải qua rất nhiều để có một cái độ già như thế này. Màu của đá, màu của rễ đã hòa quyện với nhau. Đẹp quá. Chơi những cây như thế này là không rất lâu chán. Nó cứ cô đọng mãi như thế này thôi. Vâng, tôi đo cái kích thước nhé, là có cái ang thôi, ang tròn. Ang đường kính bao nhiêu? 40. Ang 40. Vâng. Cao. Chiều cao thì mặt chậu là 50. Vâng. Bây giờ anh quàng thân ở quãng giữa thôi. Đây. Giữa chỗ đấy thôi. Vâng. Đá thôi. Là cái đường không? Kính trung bình của cái cả thân cả bệ đá luôn. 43 chỗ. Bao nhiêu? 43 cm. 43, được rồi. Xanh Nam Điền ôm đá. Đâu, xanh quê chú. Xanh quê à? Vâng, xanh quê. Ừ. Không nói tấn là... Xanh quê. Xanh quê chú. Xanh quê có nét của cái già của cái rễ nhỏ của xanh quê. Đây là những cây xanh người ta chơi từ 50-60 năm về trước ấy. Phải tầm đấy đấy. Này. À thế chứ. Rằm cũng dày rồi. Cây này báo giá bao nhiêu anh? Dạ, cái này vừa trên giao lưu báo giá là 14 triệu. Giá 14 triệu ạ. Vâng, vâng. Anh đứng dịch ở đây rồi, tôi chụp nhá. Vâng. Rồi, giá 14 triệu cây xanh bám đá. Chụp này. Rồi, cảm ơn anh. Di chuyển đi. Vâng, chúng ta chuyển đến cây cần thăng. Mở cốm hết chưa? Ờ, cái củ này tuyệt vời nhỉ. Cây này bao tiền anh ơi? 2,5 triệu chú ạ. Vâng, giao lưu với giá 2,5 triệu. 2,5 triệu. Vâng. Rất phù hợp. Rồi anh chuyển đi. Đấy, anh Duẩn anh vừa bê cây hoa giấy Mỹ đến để giao lưu với chúng ta đây. Đúng là như một lãng hoa luôn. Mà cái màu hoa giấy Mỹ nhìn thích nhỉ, hấp dẫn nhỉ. Hoa nó trụ một chỗ. quay xung quanh hộ cái đấy. À, nó vướng cái cành bay xuống. Thôi thế thôi sau lại trở lại một tí. Bây giờ anh quay sang hướng anh đi để tôi đến tôi quay cái bệ gốc cho anh em xem cái. Rồi xong rồi. Và một cây giấy Mỹ dáng đổ đây.
hoa thành chùm nhỉ, hoa dây Mỹ cái thành chùm này hay thế. Mùa hoa nó đẹp, đẹp thật, quá tuyệt vời luôn. Anh kéo thước cái từ trên điểm cao nhất với thấp nhất của cây này, cao nhất xuống thấp nhất. Điểm thấp nhất từ cao đến 96 cm chú. Vâng, 96 cm. Một cây đổ đặt ở cái trụ cột nha. Trụ cột ban công nó rủ xuống đẹp lắm. Cây này bao tiền anh? Giá là 4 triệu. Vâng, rất tuyệt vời rồi. Hai người B nhỉ? Một người B nhỉ? Anh chuẩn B đi. Rồi, tuyệt vời rồi. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta đến cây tùng La Hán này. Tùng cỏ chú, dáng đúng tùng, tùng cỏ đấy. Tùng cỏ, còn nó giống con cỏ. Quay đi, quay đi, quay đi. Đấy. Lênh đênh, cao lênh khênh. Mỗi cây nó có một cái nét không, nhưng mà giống tùng chơi cây cao cũng vẫn đẹp. Mà thanh quá cao như tùng mà. Đấy, một B nhẹ nhàng. Bao tiền cây này anh? Giá lưu 1 triệu 2 chú. 1 triệu 2, vâng, tốt quá rồi. Rồi đi, chuyển đi. Vâng, cũng là dòng những cây để bàn, anh có cây rành rành khéo quá nhỉ. Ô, gốc to phết đấy chứ. Vâng. Gốc gần kín cái chậu ấy luôn đấy. Chậu 15 chú. Chậu dài 15. 15 cm. Vâng, quay bên kia đi. Được rồi. Bé như cái võ chú. Vâng. Hay đấy, cây này bao nhiêu? Giá lưu 800 chú. Tuyệt vời quá. Rồi, nhất trí. Vâng, cũng là những cây tùng tầm nhỏ. Cây này với cây hôm nãy giống nhau thế. Vâng. Anh đưa cái tùng lúc nãy vừa quay xong đây, để anh em nào mà người ta chơi đối nhau. Cây mà anh vừa quả tùng cò đấy. Vâng, vâng. Xem cái chậu nó giống nhau không? Chậu giống nhau thật. Đâu anh đặt đây, mỗi anh cầm một cây này. Cho anh em nó bằng một đôi luôn. Ờ, nếu anh em nào thích một đôi đối xứng đây. Vâng. À, cây này anh báo bao nhiêu nhỉ? 1 triệu 2. Cây này? Còn cây này là 1 triệu, 1 triệu. 1 triệu? Vâng. Vậy là 2 triệu 2, vâng. Cặp này chậu giống nhau rồi. Vợ thì khá là con chậu tí. Vâng, vâng, được rồi. Rồi chưa? Thôi chuyển đi, chuyển đi. Và chúng ta đến với cây cần thăng này. Cần cù thăng tiến đi. Chơi đây. Bê đi cái. Chả phải đo đâu. Bê đi giá bao nhiêu đấy? Giá 1 triệu 8. Giá 1 triệu 8. Vâng. Rồi. Rồi bê đi. Phòng tụng nữa chú ạ. Cây tùng này bao nhiêu anh ơi? Giao lưu cho các bác nào chơi là 1 triệu đồng. Giá 1 triệu. Vâng. Hay đấy. Xong thụ. Được rồi, chuyển đi. Chúng ta đến với cây si. Anh chị em bonsai để bàn. Vâng. Si gọi si Nhật. Quay bên kia đấy. À, kèm bên đá ở trong. Hồi giá bao nhiêu? Con si này giao lưu các bác là 800 nghìn. Giá 800. Rồi. Lại vẫn là một tác phẩm tùng lá án đề bàn chú ạ. Cây này giá bao nhiêu anh?
Dạ, cái này giao lưu với các bác là giá 1 triệu 2. 1 triệu 2. Đấy, củ rất đẹp. Xong rồi, dạ. Chuyển đi. Vâng, chúng ta đến với cây ổi tàu. Cây này giá bao nhiêu anh? Giá 700 chú. Giá 700? Vâng, vậy rồi. Cứ giới thiệu thế anh em mình chơi nó phong phú, đa dạng. Cây sung đây đi. Sung sướng này, sung túc sung sướng chú. Quay đi, quay đi, quay đi. Cây này giá bao nhiêu anh? Giao lưu với anh em là 700. Giá 700? Vâng. Và giảm giá trong mùa đông. Tốt rồi. Và chúng ta đến tiếp với cây tùng La Hán. Trực quan nhân. Nhắc đi cái. Cái này bao tiền anh ơi? Giao lưu với anh em các bác nhanh là 1 triệu. Giá 1 triệu. Vâng, đây rồi. Vâng, chúng ta tiếp đến một cây sam hương. Cũng là dòng những cây để bàn trà. Anh bê cái này lên cái. Cái này giao lưu giá bao nhiêu anh? Cái này giao lưu với anh em giá 800. Giá 800 ạ? Vâng. Vâng. Rồi, anh chuyển đi. Cho này cái đấy với cái xanh. Vâng, cũng là những cây tùng mà để bàn trà. À, cây này thì cái dáng bay khá đẹp đấy các bác ạ. Anh bê tay, người nó nhỏ mình không đo, mình bê tay thì anh em biết. Cây này giá bao nhiêu anh? Giao lưu với anh em giá 1 triệu. Giá 1 triệu, hợp lý quá nhỉ, đây rồi. Và tiếp tục chúng ta đến với một cây si nữa, cây anh gọi là si Nhật đây. Si Nhật thì lá nó dày và nó bóng lá. Mà chơi trong nhà. Chơi trong nhà để được lâu. Tức là đây là cái dòng mà chúng ta có thể chơi được trong nhà, thời gian là lâu mới phải bỏ ra ngoài. Cái này bao tiền anh ơi? Cái này giao lưu các bác giá 800 nghìn. Giá 800 ngàn ạ? Rồi. Rồi rồi, anh chuyển đi. Vâng, một cây tùng rất là mảnh mai. Tích tụ phát lộc. Gốc núi này có mỗi một nhánh bé con nó đưa lên nhỉ. À, nhìn nó mảnh mai, rất là già. Rồi, già lắm. Trắng luôn. Rồi, lấy tay nhấc lên. Rồi. Bao tiền anh? Giá một bác cái này 1 triệu đấy. Giá 1 triệu. Vâng. Đạt rồi. Chuyển đi. Vâng, và để kết thúc cuốn video này chúng ta đến với một cây túc nữa.
Đúng Tết là bùng lụa đấy. Cái này Tết thì ra lộc đẹp rồi. Vâng. Lừ luôn. Đúng rồi. Này sai quả lắm đấy. Vâng. Đẹp. Dầm này. Tiếp tục thần pháp. Tay thân nó đỏ nhỉ. Vâng. Quay đi, cái cháu cứ quay đi. Vâng. Đấy. Cái này kiểu phải đo nhỉ? Không phải đo. Hả? Đo cái thân cái. Cây nó to to rồi đo cái thân cái. Thấy to to phết. Đấy. Để rồi cứ đo cái thân đi. 25 chú. Vâng, vành chỗ đấy được 25. Mà sải tán rất rộng nha các bác. Nhìn này thôi, sải tán rộng lắm. Anh kéo cái tầm tán đây này. Đây này, từ cái đỉnh này này. Tán rộng phết đấy. Sải tán cái này là 85. Đấy, nhìn thấy rộng to mà. 85 sải tán. Được rồi, anh bê tay này được không? Một người bê được không? Được. Rồi, giá bao nhiêu anh? Giá 5 triệu. Rồi, nhất trí. Kết thúc nhá. Vâng. Tôi xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Vườn bonsai Bùi Toản ở xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương.